Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả Góc nhìn Hoàng Di Hùng, sáng ngày 16 tháng 4 năm 2020. Trong những ngày qua khi tôi có những lời bên vực với những việc làm thành công của Việt Nam. Hoặc tôi có đóng góp cho cây gạo của Việt Nam, hoặc đóng góp một ít tiền không có bao nhiêu với mặt trận Tổ quốc ở tại Yên Bái. Thì có những cái bài viết và những tờ báo ở hải ngoại gửi lên trên các diễn đàn nói rằng là Hoàng Duy Hùng Hoàng Duy Hùng sẽ bị Cộng sản Việt Nam phát tranh bỏ vỏ Hoàng Duy Hùng Cộng sản Việt Nam không tin đâu Hoàng Duy Hùng ngu Hoàng Duy Hùng không học những cái bài học mà Cộng sản đã lật lọng trong quá khứ nhất là những cái bài học như năm 1945 khi thành lập chính phủ liên hiệp vân vân lúc nào họ cũng có cái lời tuyên truyền đó làm tôi nhớ lại là khi tôi tham gia vô các tổ chức đấu tranh chính trị trước đây như là đại việt cách mạng đảng thì tôi cũng đã từng bị tuyên truyền là việc việt cộng cộng sản lật lọng cộng sản hứa trước lật sâu cộng sản khế xong là vắt chanh bỏ vỏ cộng sản gian ác nói dối như vẹm đủ thứ hết ngày nào giống như ngày nấy đều có cái tuyên truyền đó đối với tôi nên cái việc ngày hôm nay những người đó nói lại với tôi nó không có gì để xa lạ cả nhưng tôi đã nói là tôi chọn con đường của tôi là tại vì tôi có cái sự suy nghĩ của tôi suy nghĩ của tôi đó là như vậy nè là trước đây họ đã tuyên truyền cho tôi rất là lâu rồi nhưng mà bất kỳ một cái lúc nào đó mà tôi làm theo ý họ, đóng góp tài sản hay đóng góp cái gì đó tài chánh cho họ đó, thì họ rất là vui. Nhưng chỉ cần có tôi nói một cái gì đó khác ý họ, không làm theo ý họ muốn, thì chính họ là vai cha, vai chú, vai bác, vai anh của tôi lại là, là cái người bịa chuyện đánh tôi. Họ lật lòng rất là nhiều nhưng mà nó không phải là chỉ có một người Nếu là một người đó Thì tôi không có quan tâm Nhưng mà nó trở thành rất nhiều người Thì tôi mới thấy rằng là chứ hình như cái thế hệ đó Nhóm người đó xuất phát trong cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa Trong đó phải có một cái lý do gì Và có cái bản chất là lật lộng lưu manh Phải có một lý do nào đó Vậy thì tôi mới đặt lại cái vấn đề tôi nói là chứ Những gì mà họ tuyên truyền á, Về tôi Là đã sai sự thật rồi Mà tôi chả làm một cái gì nào Mà gọi là, 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 là Làm hại đến họ hết Chỉ là không làm theo ý họ thôi Họ cũng đã tuyên truyền như vậy rồi Thì huống chi Có bao giờ họ tuyên truyền những cái gì trước đây Là sai hay không Thì tôi nói là tôi phải tìm hiểu Mà tôi tìm hiểu thì tôi đã có câu trả lời Đối với tôi câu trả lời rất là rõ ràng Trả lại chút xíu về cá nhân thôi Tôi nói thí dụ không? Thí dụ cái này chuyện này thôi Là khi ông cụ tôi băng qua đường Thì một xe Vượt đèn đỏ Có người, một người mẹ ở lậu Vượt đèn đỏ tông ông cụ tôi Ông cụ tôi bị tai nạn Đưa vô nhà thương Đau đớn mất đám tang của ông cụ tôi ở Houston lớn. Nhiều người tham dự, không biết bao nhiêu là vòng hoa. Thế nhưng có một hôm thôi, một ông đó là ông Nguyễn Đặc Thịnh, là trung tá trong chiến tranh chính trị trước kia. Là viết báo dữ dằn lắm. Rất là dữ dằn. Mời tôi đến nhà anh. Thì lúc đó tôi đã là nghị viên Tôi nói rằng là Chứ là cái đường bay của Houston Và Việt Nam Thì ông giám đốc sở Phi trường Có muốn mời tôi đi tháp tùng về Hà Nội Thì ông Nguyễn Đạt Thịnh mới ra lệnh cho tôi là chứ là Hoàng Di Hùng không được đi Hoàng Di Hùng mà đi là tôi đánh chết Nên tôi mới hỏi ông là chứ sao lại lạc kỳ vậy Tôi là nghị viên tôi làm việc cho thành phố Houston Ông sợ giám đốc phi trường mời tôi đi Thì cái bổn phần trách nhiệm của tôi tìm hiểu Để cùng góp ý với thành phố Có gì mà không đi Có gì mà sợ Thì ông nói là chứ Ông không muốn đi chơi với Việt Cộng Thì ông ra lệnh Ông nói dùng danh từ là tôi ra lệnh anh không được đi Anh đi là tôi đánh chết Thì lúc đó tôi mới thấy rằng là Trong não bộ của họ đó, Lúc nào cũng mình nghĩ mình đó là, là 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 lãnh đạo Bất kỳ một ai giàu đó là con cháu Mà đã có vai vế khác trong xã hội bây giờ cũng là đều là phải là dưới quyền của họ mặc dù họ chẳng có quyền gì hết mà tôi còn làm ơn cho ông nhiều thứ nữa thế bây giờ đó là chỉ là vì đó là ông ra lệnh không cho đi thì không được đi thì tôi mới nói với ông là chứ tôi là nghị viên của thành phố mà ông ra lệnh cho tôi như vậy tôi đi thì ông làm cái gì tôi ông muốn đánh tôi không đánh đi tôi bỏ tôi về tôi bỏ tôi về thì ông ấy giả một cái email là vote district f là email giả at yahoo.com giả cái người khác giả có một giả giả làm một người nhà báo khác để đổ tội cho người nhà báo khác giả làm nhà báo của nhà báo lê phát được sau hôm nhà báo lê phát được khám phá ra được không? rồi chửi bới tôi rồi ông viết lên trên báo như sau là thân phụ Hoàng Di Hùng khám phá ra Hoàng Di Hùng đi theo Việt Cộng nên đâm đầu vào xe 18 bánh tự tử. Tôi thấy cái cảnh này tôi nói trời ơi đất hỡi cái gọi là chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, chính nghĩa quốc gia như vậy tôi tợm. Tôi tợm liệt chuyện trước mắt mà họ còn lật lọng họ bịa đặc mà chỉ vì cái chuyện tự ái cá nhân của họ chút xíu là ta đây thôi thì đánh đánh còn đánh phủ đầu đánh một cái kiểu là gian ác như vậy mà nhờ vì là lúc đó là họ nắm truyền thông trong tay họ muốn làm gì họ làm cái kiểu đó mà không phải chỉ có một ông Nguyễn Đạt Thịnh tôi đã gặp từng rất là nhiều cảnh như vậy trong cuộc đời của tôi từ lãnh tụ Hà Thúc Ký của Đại Việt Cách Mạng Đảng cũng vậy. Hôm trước là hôm sau lật lọng. Trước mà đóng tiền thì vui vẻ lắm. Có chuyện gì khác mà không ưng ý là quay qua quốc lại liền. Cho nên những người đó là tôi là công khai liền. Tôi bỏ. Tôi chấp liền. Đánh thì đánh đi. Chính vì cá nhân tôi Trải qua những cái cảnh như vậy. Cho nên tôi mới nói rằng là chứ cái chuyện đánh giá lại lịch sử. Phải đánh giá lại khi mấy ông này chuyên môn đi tuyên truyền. Vì nếu cuộc đời của mấy ông đàng hoàng á. Mà cho tôi á. Với tôi á. Thì tôi không đánh giá lại. Nhưng mà rõ ràng là họ là những người lật lọng. Ăn gian nói dối đủ thứ hết. Và trước mắt tôi như vậy. Mà họ tuyên truyền kiểu đó rồi. Thì tôi nói là những người này. Cái lời tuyên truyền đó chắc không đúng. Phải tìm hiểu lại. Tôi tìm hiểu lại thì quả thật là đúng họ là cái loại ăn gian nói dối. Bây giờ họ nói là về cái vấn đề chính phủ liên hiệp năm 1945. Họ nói rằng là quốc gia bị cộng sản lừa đảo. Quốc gia bị cộng sản gạt cướp quốc gia bị cộng sản cướp hết lấy cái công trạng. Nó như thế nào? Tôi coi lại lịch sử thôi quý vị Thì tôi thấy rằng là như vậy nè Cái thời kỳ mà chống Pháp á Những nhà yêu nước của Việt Nam Như là cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Chu Trinh Rồi cụ Huỳnh Thúc Kháng là vậy Tất cả những nhà yêu nước đó đều rất là trân quý Ngay cả ông Nguyễn Thái Học Lập Việt Nam của dân đảng Dựa lên trên tam dân chủ nghĩa Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc Đều là rất là tốt nhưng không có một cao trào nào thành công chống giặc Pháp cho đến khi có Việt Minh ra đời và cách mạng tháng 8 năm 1945 Là do chính Việt Minh đảng viên Cộng sản lãnh đạo Và đã thành công Nên chúng ta ghi nhận tất cả những cái lòng yêu nước Của tất cả những người Trong cái thời kỳ kháng chiến chống Pháp Là có lòng yêu nước Nhưng là kiểu yêu nước đó Là mỗi người mỗi kiểu Nhưng mà ghi nhận thành công trong lịch sử Thì chỉ có Cách mạng tháng 8 do chính Việt Minh lãnh đạo mà lãnh đạo của Việt Minh chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là lịch sử mình không chối cãi được. Quý vị nhớ là khi mà Pháp bị thua cho người Nhật thì Nhật vào Việt Nam, Nhật lập lên là cái là một cái chính phủ bù nhìn được gọi là Đế quốc Việt Nam. Đế quốc Việt Nam là do ông Bảo Đại được Nhật bảo bảo trợ. Có chính có thủ tướng là ông thủ tướng Trần Trọng Khiêm cái thể chế này tồn tại được từ 6 tháng cho đến 8 tháng, thể chế này có cái ngọn cờ là cờ vàng ba sọc đỏ nhưng cái sọc đỏ chính giữa là bị đứt quãng nó gọi là cái quả ly thưa quý vị, đó là đế quốc Việt Nam. thế nhưng khi mà nhật đầu hàng á với đồng minh nó vô điều kiện á khi mà Mỹ bỏ hai cái bom nguyên tử ở tại Nagasaki và Hiroshima thì nhật đầu hàng vô điều kiện, không ai làm một cái gì hết cho đến khi mà Việt Minh phát động phong trào quân chúng kéo nhau tới nhà hát lớn ở tại Hà Nội biểu tình và đế quốc Việt Nam do đế, do Nhật bảo hộ đó đã phải đầu hàng đã phải buông súng thì trong cái cuộc buông súng đó, đó thì tôi xin đọc lại cái nguyên văn nguyên văn mà Nhật đó, lúc đó đánh điện về cho cho tôi đánh điện về Tokyo như sau nào thì mới biết rằng là ai lãnh đạo ai là cái người có công thật sự trong lúc đó thưa quý vị là trong cái bản văn đó tôi đọc như sau xin lỗi quý vị chút xíu tôi đọc chính chính cái bản văn chứ không mà có những người nói tôi bịa ra cái công điện đó đánh về Tokyo do đại sứ Nhật Bản đánh về Tokyo công viện đó công công điện đó tới ngày hôm nay vẫn còn trong thư khố tại Tokyo công điện đó đánh như sau là chiều ngày 19 đại sứ tôi tức là đại sứ Nhật đó đã được mời đến dự cuộc gặp với các lãnh đạo Việt Minh. Tức là ông đại sứ đó vào ngày 19 đã được lãnh đạo của các Việt Minh mời tới để gặp gỡ. Và đã tham gia bàn bạc với những người đó, tức là ông đại sứ Nhật đã được tham gia mời bàn bạc với Việt Minh. Và những người đó được coi như là các nhà chức trách chính thức thì tức là bên phía của Nhật lúc đó đã coi những người lãnh đạo Việt Minh là những người chức trách chính thức điều hành ở tại Hà Nội đó. Chứ họ đâu có coi mấy ông quốc gia là những người lãnh đạo chính thức đâu có phải là người chức trách chính thức đâu. Họ cũng đâu coi là của ông à, Nguyễn Hải Thần là Việt Nam cách mạng đồng minh hội đấu. Cái công văn này là cái công văn chính thức thưa quý vị để biết rằng là ai là cái người đã đứng lên lãnh đạo cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 tôi phải đọc nguyên văn này rất cẩn thận là vì tôi sợ cái sự xuyên tạc của những người quốc gia đó tôi sợ sợ thiệt chứ phải không? thì quý vị biết là sau khi mà Nhật đã đầu hàng ở tại Hà Nội đó thì liên tù tỳ những nơi khác cũng đã đầu hàng những nơi khác những cái tỉnh lẻ khác cũng bắt đầu đầu hàng và ông Trần Huy Liệu đại diện cho Việt Minh đến gặp ông Bảo Đại và ông Bảo Đại đã sau đó đã trao quyền lại cho Việt Minh với cái lời nói rằng là ông sẵn sàng tôi muốn được làm dân một nước tự do hơn làm vua một nước bị trị. Ông Bảo Đại làm lễ thoái vị vào ngày 25 tháng 8. Ông đã nói như vậy, tức là 5-6 năm, năm, ngày sau khi mà Hà Nội đã đã bị biểu tình và Nhật đã đầu hàng. Thì ngày 25 tháng 8 ông Võ Đại cũng làm cái nghi lễ nghi lễ thoái vị trao quyền lại cho cho Việt Minh. Và quý vị đã nhớ rằng là ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, ông Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập ở tại Ba Đình chính tuyên ngôn độc lập này là chấm dứt cái thể chế quân chủ ở tại việt nam bao nhiêu ngàn năm và cũng chính tuyên ngôn độc lập này là coi như chấm dứt đế quốc việt nam cái thể chế đế quốc việt nam chấm dứt rồi ông bảo đại không còn một cái quyền gì nữa hết ông bảo đại không còn một quyền gì nữa hết nước việt nam lúc đó là nước việt nam độc lập sau này năm 1949 ông bảo đại họp với những người quốc gia gì đó ở tại Hồng Kông để lập ra gọi là chính phủ Việt Nam, chính phủ là quốc gia Việt Nam, thì cái đó là sau này là nhờ Pháp bảo, đỡ, bảo, bảo trợ, nhờ Pháp gọi là giúp cho họ đưa quân lại về Đông Dương để mà gọi là giành quyền với ông Hồ Chí Minh, thì cái cái là cái đó đó tức là cái cái gọi là chính phủ quốc gia Việt Nam á, được sinh ra trong sự tay sai gian manh cho cho đế quốc Pháp. Nếu không có sự sinh ra trong sự gian manh làm tay sai cho đế quốc Pháp thì Việt Nam không có sự bị sâu xé giống như vậy. Cho nên ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 là Việt Nam đã được độc lập. Đã được độc lập nhưng mà cái cảnh gì nó xảy ra? Cái cảnh là sau khi mà quần chúng cướp được quyền ở tại Hà Nội ngày 19 tháng 8 thì ông cụ Nguyễn Hái Thần lúc đó ông đang ở bên Trung Quốc ông mới thấy rằng là chết rồi nếu mà ông không có về Việt Nam mà ông tranh giành quyền lực là không được nên ông phải nhờ hai tướng của Trung Quốc là tướng Lưu Hán và Tiêu Văn giúp cho ông 200.000 quân tức là 20 vạn 20 vạn quân Trung Hoa Quốc dân đảng tiến vào Việt Nam về Hà Nội. Tiến về Hà Nội. Quý vị thấy một chính phủ mới được thành lập, còn non trẻ, còn đang phải đối phó với nhiều thứ, mà bây giờ lại gặp một cái đạo quân hùng hồn, 200.000 quân Trung Quốc đi về, thì làm sao Hà Nội chịu thấu được. Và khi về tới Hà Nội rồi đó, thì ông cụ Nguyễn Hải Thần là yêu cầu thành lập chính phủ liên hiệp thì yêu cầu như sau yêu cầu là lập chính phủ liên hiệp thì ông Nguyễn Hải Thần làm chủ tịch chủ tịch nước Hồ Chí Minh làm phó chủ tịch nước và chia ra làm bốn một phần tư cho Việt Minh thôi một phần tư cho Việt Cách một phần tư cho quốc dân đảng tức là Việt Nam quốc dân đảng dân xã đảng và đại việt quốc dân đảng thì mấy cái đảng đó được thành lập lại được gọi là quốc dân đảng và một phần tư thì cho những đảng nhỏ như là phật giáo hòa hảo hay là cao đài này gì đó à, tức là một chính phủ liên hiệp được chia ra làm bốn thành phần mà ông chủ tịch thì là ông nguyễn hải thần phó chủ tịch mới là ông hồ chí minh còn là chia ra làm bốn thì việc Minh chỉ có được một phần tư thôi ba phần tư còn lại thì giao cho việt cách quốc dân đảng và các đảng nhỏ nếu quý vị là ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, quý vị có chịu không? Công trạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là cướp được chính quyền từ người Nhật, lãnh đạo cuộc cách mạng. Và bây giờ đó là vì cái áp lực mà ông Nguyễn Hải Thần đem 200.000 quân của Trung Quốc vô. Đó là cái hành động nào? Hành động đó có phải là hành động cổng, cổng rắn cắn gà nhà hay không? Có phải là hành động Lê Trung Thống hay không? Cái hành động đó thì hành động nào? Hở một chút xíu là họ cứ nói là nhân dân lòng yêu nước cái gì ghê gớm lắm Nhưng mà quý vị cứ đánh giá lại lịch sự đó đi Quý vị thấy rõ ràng Thế thì ông Hồ Chí Minh đứng trước một cái sự áp lực của ngoại bang 200 000 quân đó Thì ông Hồ Chí Minh đã phản Tức là phản đòn như thế nào Ông Hồ Chí Minh đó, Ông mới phát động một cái phong trào nó gọi là tuần lễ vàng Tuần lễ vàng là người dân ở Hà Nội các nơi trong đông đất nước đóng góp vàng cho chính phủ mới, chính phủ dân chủ cộng hòa Việt Nam, à, cộng hòa dân chủ Việt Nam. Để sao có vàng, có vàng để làm cái gì? Xin lỗi quý vị là thà mất vàng chứ không thể nào để mất nước. Ông Hồ Chí Minh đã dùng cái số tiền vàng đó để mở ngoặc và đóng đóng ngoặc là đóng mỏm cho ông Lưu uh, ông hai, hai ông tướng Lưu Văn và uh, Lưu Hán và Tiêu Văn để làm sao? Để hai ông tướng đó không có quậy đất nước Việt Nam mình Không làm cho người dân Việt Nam mình phải khổ sở thêm Để hai ông đó từ từ phải rút về nước Thì chính ông, hai ông tướng Lưu Văn Lưu Hán và Tiêu Văn đã không đồng ý với cái đề nghị của ông Nguyễn Hải Thần Vì thấy ông Nguyễn Hải Thần làm cái này nó kỳ quá Đòi phỏng tay trên người ta một cách rất là trắng trợn như vậy hai ông Lư Hán và Tiêu Văn còn ngửi không được nó huống chi tôi hai ông Lư Hán và Tiêu Văn còn ngửi không được nó huống chi tôi nhưng mà khổ có một cái là ông Nguyễn Hải Thần là một người có một cái uy tín hồi đó là rất là lớn thưa quý vị ông Nguyễn Hải Thần ông sinh năm 1869 tức là lớn hơn ông Hồ Chí Minh 21 tuổi ông là một người có cái bề dày hoạt động năm 1912 rồi gì đó ông đã từng là những người là muốn ám sát quang toàn quyền của Pháp. ám sát hụt nhưng mà ông hoạt động đa số là ở tại Quảng Châu. Và trong cái thời gian hoạt động của ông ở tại Quảng Châu đó thì khi mà ông Nguyễn Ái Quốc mà muốn xâm nhập về Việt Nam thì bị Trung Hoa Quốc dân Đảng bắt giam giữ. Chính ông Nguyễn Hai Tần đã can thiệp để cứu giúp cho ông Nguyễn Ái Quốc ra khỏi tù và Nguyễn Ái Quốc về Việt Nam. Và ông Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Việt Nam độc lập đồng minh hội tức là Việt Nam là Việt Minh. Còn trong khi đó ông Nguyễn Hải Thần cứ ở tại Quảng Châu, hoạt động tại Quảng Châu với cái danh xưng là Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội. Một bên là Việt Cách là của ông Nguyễn Hải Thần, một bên là Việt Minh là của ông Hồ Chí Minh. Và chính Việt Minh đã lãnh đạo cái cuộc cách mạng đó thành công thì bây giờ là ông Nguyễn Hải Thần muốn về, muốn mang cái quân lực của Trung Hoa Quốc gia Đảng về để làm áp lực và đòi đòi nắm quyền. Thì như tôi đã nói là ông Hồ Chí Minh đã thà lấy vàng của dân chúng, thà mất vàng chứ không để mất nước. Nên đã làm cho hai tướng Lưu Hán và Tiêu Văn cầm cái số tiền vàng đó và rút quân về. Rút quân về nước. Để trở lại đó là khi mà chính phủ liên hiệp được thành lập đó. Ông Nguyễn Hải Thần muốn làm chủ tịch nhưng mà không được thì sao? Thì khi thấy ông Hồ Chí Minh đi họp ở tại Pháp Fontainebleau để điều đình với Pháp không có đưa quân vào Việt Nam đó. Mà ông Hồ Chí Minh đi thì ông Hồ Chí Minh mới để trao cái quyền gọi là quyền chủ tịch nước lại cho cụ Huỳnh Thúc Kháng. Mà quý vị hãy nhớ là cụ Huỳnh Thúc Kháng không phải là đảng viên Cộng sản. Tại sao không giam cho không giao cho ông Phạm Văn Đồng hay không giao cho ông Phạm ông, Hồ, ông, Võ Nguyên Giáp hay giao cho ông Trường Trinh làm chủ tịch quyền chủ tịch nước? Nhưng mà ông Hồ Chí Minh cũng đã rất thành thật là giao quyền lại cho ông Cụ Huỳnh Thúc Kháng. Nhưng mà Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một người yêu nước chứ không phải là một Cụ Huỳnh Thúc Kháng giống như một Cụ Nguyễn Hải Thân, không có cái mưu đồ. Nên ông điều hành đất nước đàng hoàng. Rồi khi mà ông Hồ Chí Minh quay trở về thì Cụ Huỳnh Thúc Kháng giao quyền lại cho ông Hồ Chí Minh. Những người yêu nước người ta ứng xử rất là đàng hoàng. Chính cái lòng yêu nước đó của Cụ Huỳnh Thúc Kháng cho tới ngày hôm nay cả người quốc gia lẫn người cộng sản đều kính trọng ông huỳnh thúc kháng cụ huỳnh thúc kháng chỉ có riêng người quốc gia nói rằng thôi là nói là chứ cụ huỳnh thúc kháng bị cộng sản lừa tôi không biết là cộng sản lừa cụ huỳnh thúc kháng cái nào cụ huỳnh thúc kháng rất là đàng hoàng thành thật chỗ đó cho nên cái chuyện mà gọi là bảo là chính phủ liên hiệp là việt minh lật lọng tôi không biết ai lật lọng ai gian xảo Đòi cướp công người ta. Rồi người ta phải tìm bằng một cách người ta đẩy đi. Thì họ dậy nảy. Nếu mà ông Nguyễn Hải Thần đó. Không chơi cái trò là đòi làm chủ tịch nước. Đòi chia ba bốn phần. Mà chỉ 3 phần cho cái phe đối lập hết. Chỉ có Việt Minh chỉ còn chút xíu đó. Để mai mốt lật tiền thì, thì sao? Thì đâu có cảnh mà ông Hồ Chí Minh phản kháng lại. Mà khi phản kháng lại đó. Ông tướng Lưu Hán và Tiêu Văn. Kéo 200 000 quân về lại Trung Quốc. Thì ông Nguyễn Hải Thần bị hụt cẳng. Phe quốc gia bị mất thế. Họ giận. Họ thù. Họ cây cú. Nên ngày nào cũng tuyên truyền. Và như tôi là hậu thế. Thì bị cái tuyên truyền đó. Một thời gian rất dài. Ông Nguyễn Hải Thần mới lật đật đi theo cái đoàn quân của hai tướng Lưu Văn và Lưu Hán và Tiêu Văn về Trung Quốc. Rồi ông mới qua Hồng Kông. Rồi sau này ông mất ở bên Hồng Kông. Nhưng mà qua Hồng Kông thì phe quốc gia lật đật quy tụ lại ở Hồng Kông. Phe quốc gia mới kêu ông Vĩnh Thụy, tức là Hoàng đế Bảo Đại trước đây đó, lúc đó chỉ còn là công dân Vĩnh Thụy, về để họp, nhờ Pháp giúp đỡ, họp lấy cái danh xưng là Chính phủ Quốc gia Việt Nam, mới đưa về, và lúc đó là Pháp mới đưa về, và bây giờ lúc đó là mới có cái Chính phủ Quốc gia Việt Nam ở trong miền Nam, và Pháp đưa quân trở lại. Quý vị thấy không? Vậy ai là cái người cổng rắn cắn gà nhà? Ai là cái người làm tan nát đất nước? Một bên đó là ông Nguyễn Hải Thần kêu gọi 200.000 quân của Trung Hoa của dân đảng vào để sâu xé đất nước để giành quyền lực. Đó là hành động lê chiêu thống đối với tôi. Rồi ai là cái người để cho quân pháp giật dây rồi quân pháp đưa quân trở lại cũng chính là những người quốc gia này, này họp ở tại Hồng Kông đó, lập ra cái chính phủ quốc gia Việt Nam nên Pháp mới lấy cớ đưa quân trở lại được Pháp, pháp lập nên một cái chính phủ bù nhìn mà cái chính phủ quốc gia Việt Nam là cái chính phủ bù nhìn của Pháp là tay sai cho Pháp là ngụy quân ngụy quyền là đúng đó. Không có cái ngụy quân này đó, Pháp không có đem quân vào được. Thì quý vị mới biết rồi là ông Hồ Chí Minh đã phải phát động một cuộc chiến chống lại Pháp. Cuộc chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 ép Pháp vào, vào cái cuộc hội nghị. Và trong cuộc hội nghị đó đất nước chia đôi bị là Hiệp định Geneva chia đôi. Trong một trong những cái điều kiện là sau 2 năm sẽ tổng tuyển cử lại để thống nhất đất nước trong hòa bình. Nhưng khi ông Ngô Đình Diệm về làm thủ tướng đó, mà chính cái thời kỳ mà đang điều định năm 1954 thì ông Ngô Đình Diệm đã làm thủ tướng rồi. Khi mà ông Ngô Đình Diệm năm 1956, tức là năm 1956 phải có bầu cử lại, tổng tuyển cử, thì ông Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu thấy rằng là cho chết. Nếu mà tổng tuyển cử cái này là thua, ông Hồ Chí Minh thắng, tức là đất nước thống nhất thì không còn cái gì vai trò gì nữa hết hết Để ông Ngô Đình Nhu Ngô Nhu Ngô Đình, Nhu, ông Ngô Đình Diệm, Và đi theo cái kế hoạch của Mỹ thì làm sao thưa quý vị Xóa bỏ hiệp ước Không tổng tuyển cử làm gì nhau Thế là cuộc chiến kéo dài Từ năm 75 Vậy thì là ai lật lòng, ai là gian ác, ai là cái kẻ đâm sâu lưng đất nước. Ông Nguyễn Hải Thần thì nhờ Trung Hoa của dân đảng Kéo 200.000 quân để đâm sâu lưng đất nước. Nếu không có cái chuyện gọi là tuần lễ vàng đó để đưa đấm mỏm hai ông tướng Lưu Văn và uh, Lưu Hán và Tư Văn đưa về lại Trung Quốc. Thì đất nước chúng ta chắc là bị tàu nó sâu xé không còn một cái gì nữa hết rồi. Ai là cái người để tạo cớ cho Pháp đưa quân lại Việt Nam? Đám công dân Vĩnh Thụy và những lãnh tụ quốc gia hợp nhau ở tại Hồng Kông đưa... Pháp về đâm sau lưng dân tộc Việt Nam. Đó là ngụy quyền đó. Ai xé bỏ cái quy định tổng tuyển cử năm 1956 để rồi Mỹ đem quân vào Việt Nam. Ông Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu đó. Tôi là một người công giáo, cha mẹ tôi rất kính trọng và thần tượng hóa ông Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu mà tôi cũng đã một thời kỳ thần tượng hóa ông Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhung. Nhưng mà đọc lại lịch sử nhiều phía, nhiều phe vậy cũng chính những lịch sử của họ luôn. Và đứng trước cái cảnh mà mấy ông quốc gia mở một quốc gia, chính nghĩa quốc gia ngày nào cũng nói với tôi đó. Chơi gọi là những cái chiêu tàn ác lên tôi đó. Không còn một cái gì nữa mà không sử dụng lên trên tôi. Dơ bẩn đủ thứ hết. Mà tôi không có làm gì họ hết đó. Chỉ không làm theo ý họ thôi. Chụp cho tôi ở ngoài cái mũ nón cối Việt Giang, Việt Cộng gì không sao hết Đặt bom trước nhà tôi đủ trò hết đó. Nhưng mà bị hết đủ chuyện về đời tôi Không có không bị ở đó có Thì huống chi những cái chuyện gì khác Thì tôi mới thấy đánh giá rằng là Những người này Miệng thì kêu là yêu nước chính nghĩa quốc gia Nhưng mà chính họ Ở trong thâm tâm của họ Là cái bản chất lưu manh xảo trá Đã đối xử với con cháu như vậy rồi đó Thì chắc trong lịch sử nó phải như thế nào và khi tôi nghiên cứu lại lịch sử, tôi quý vị ai xảo trá, ai lật lọng, ai đâm sâu lưng đất nước, ai không có chính nghĩa, ai là ngụy, quý vị đã rõ. nhưng bây giờ nếu nói tôi nói bảo là cứ gọi là họ là ngụy thì tôi không có làm cái chuyện đó, tại vì trong cái giai đoạn hòa hợp dân tộc, cái bản chất đó thì quý vị đã hiểu. Vì mấy ngày hôm nay Họ nói như vậy với tôi Nhưng mà tôi không phải để bên vực tôi Mà để nói nên là tại sao Tôi chọn con đường Hòa hợp dân tộc và tôi đi về với dân tộc Là vì tôi nghiên cứu lại lịch sử Với cách làm việc của họ Họ ăn ăn gian nói dối Họ lật lộng chứ không phải là Cộng sản Việt Nam lật lộng giống như họ nói đương nhiên cộng sản việt nam cũng phải đối phó với nhiều nhiều tình huống có thể có những cái sự gây gắt qua những cái giai đoạn tôi cũng hiểu chuyện đó có thể có những cái giai đoạn mà vì họ lật lòng thì cộng sản việt nam cũng phải lật lòng với họ thì cũng có thể có cái đó nhưng mà đánh giá lại đó ai lật lòng hơn ai á thì tôi đánh giá chính họ lật lòng hơn vì những cái gì họ đối xử với tôi thì tôi thấy rằng là họ lật rất là lật lòng đó là góc nhìn của Hoàng Duy Hùng sáng ngày 16 tháng 4 năm 2020. Tôi biết rằng sau clip này sẽ tiếp tục bị ăn đòn. Mà tôi đã nói rồi, tôi chấp, tôi đã chọn con đường của tôi rồi. Họ cứ việc làm tiếp đi không sao cả. Càng làm thì càng lộ mà lõ rõ mặt nhau. Họ kêu là tự do ngôn luận. Thì đây là cái quyền tự do ngôn luận của tôi. Sự nhận định của tôi về lịch sử. Tôi không nói đến một cá nhân nào. Chỉ riêng trường hợp của ông cụ Nguyễn Hải Thần là đó là nhân vật lịch sử rồi Và cụ đã mất năm 1949 ở tại Hồng Kông Khác nhau Và nhân vật lịch sử đó thì tôi nói Cũng như, như là ông Ngô Đình Diệm, ông Ngô Đình Du là những nhân vật lịch sử Còn tôi không có nói với bất kỳ một cái nhân vật nào còn đang sống hết Tên tuổi tôi không nói Không nói không phải là tôi sợ Vì những cá nhân đó không còn đáng cái giá trị gì để cho tôi nói nữa hết Không có đáng cái giá trị nào để cho tôi nói Trong lòng tôi tôi nói thẳng với quý vị vậy đó Họ tới cái mức độ mà tôi tởm, tôi gớm, tôi lờm, tôi coi họ không còn một cái giá trị giàu nữa hết. Họ tức tôi thì họ tức đi. Nhưng mà tôi nói thật như vậy đó. Tôi tởm, tôi gớm, tôi lờm. Họ sống làm sao mà không biết tới bây giờ là con cháu, tức là thế, hệ tôi, tôi đây này. Là đóng góp hết sức cho họ trước đây. Mà bây giờ tôi tởm, tôi gớm, tôi lờm họ tới mức độ như vậy. Bây giờ báo chí của họ đưa ra là gì chửi tôi ở đây. Tôi nói là tôi có pha rồi, tôi chọn con đường của tôi, tôi có pha với cái cách làm như vậy họ thua là phải dài dài chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi với tôi góc nhìn Hoàng Duy Hùng sáng ngày 16 tháng 4 năm 2020 hẹn gặp quý vị trong clip sau